việt tân vừa viết trên facebook rằng thay vì kêu gọi bỏ tết cổ truyền để thoát nghèo chúng ta nên bỏ đảng để thoát nghèo nhanh hơn hãy xem những gương mặt từng theo việt tân giàu có sung sướng đến mức nào trần thị nga thành viên tổ chức khủng bố việt tân bị trục xuất sang mỹ định cư cùng ba người thân trong gia đình ở trong nước nga khóc thuê để được việt tân cho tiền sang mỹ nga túng thiếu vật lộn với khó khăn cả vật chất tinh thần mà không ai đoái hoài khi đó nga mới nhận ra mình bị mắc mưu bọn lưu manh chính trị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng lập tài khoản Facebook mang tên mẹ nấm để chống phá trong nhiều năm. Quỳnh được phía Mỹ bảo lãnh diện tị nạn chính trị. Sang Mỹ Quỳnh cay đắng thừa nhận, nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người nghĩ. Trên mạng xã hội, có lúc Quỳnh bày tỏ nhớ nhà, muốn được trở lại nhưng làm gì có đường về. Phạm Minh Vũ, thành viên của hội anh em dân chủ và Việt Tân mấy năm trước điên cuồng viết bài chống phá Việt Nam, lần trốn bên Thái Lan năm ngoái bị tai nạn giao thông chết như một con chó hoang, Việt Tân không nhắc đến một lần. Việt Tân là như thế, những người cộng sản Việt Nam thì khác. Hàng triệu đảng viên và quần chúng ưu tú đã ngã xuống để cùng toàn dân giành lại độc lập cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại thắng lợi ngoạn mục. Sau 27 năm, quy mô nền kinh tế từ 36,6 tỷ đô la Mỹ năm 1986 đã đạt 409 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Từ chỗ phải nhập 1 triệu tấn lương thực mỗi năm, năm 2022 Việt Nam đã xuất khẩu 7,1 triệu tấn gạo. Thu nhập bình quân đầu người năm 1986 là 86 đô la Mỹ thì đến nay là 4.110 đô la Mỹ. Viện Kinh tế và Hòa bình đánh giá Việt Nam vào top 50 quốc gia hòa bình nhất thế giới, không có khủng bố. Tăng trưởng kinh tế thuộc top 5 nước cao nhất thế giới, xếp thứ 5 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam cũng được xếp là quốc gia hùng mạnh thứ 30 trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Gần 100 triệu người dân ra sức thi đua phát huy tài năng, trí tuệ, được nhà nước hỗ trợ, khuyến khích làm giàu bằng nhiều chính sách, đất đai, điều kiện ngày càng tốt về hạ tầng giao thông, điện nước, kho bãi, cảng biển cùng 15 hiệp định tự do thương mại mở rộng giao thương khắp thế giới, internet phủ sóng toàn quốc, 97,8% địa bàn cả nước có điện lưới quốc gia. Đất nước phát triển dân giàu nước mạnh, nhân dân Việt Nam thấy điều đó, cả thế giới đều thừa nhận, không phục và ngưỡng mộ vậy sao Việt Tân dám láo sược suối bảy nên bỏ đảng thì thoát nghèo nhanh hơn việt tân là mớ hổ lốn gồm hậu duệ những kẻ bán nước làm tay sai cho giặc nhập bọn với chúng còn có những anh tị nạn chính trị những kẻ xì ke ma túy rỗng túi tạo thành một mớ bát nháo quần cầu tranh cốt sâu xé phỉ báng triệt hạ lẫn nhau chúng làm mọi thứ chỉ vì tiền ngay với đồng bọn chúng còn bất nhân độc ác thì chúng có thể làm gì cho việt nam ngoài sự chống phá ai giúp dân thoát nghèo ai hút máu cả máu đồng bọn đến bất lương vô nhân tính sự thật đã rõ